Bây giờ bữa nay hơi lạ lạ ha, đẹp quá. Còn mặt trăng nữa nè. Cam cam rồi nè. Hôm mai hôm nay vẫn còn chưa có tàn mà có chút. Hôm mai này nhiều cánh dữ lắm luôn á, nó kiểu như giống như bông đào á, mà nó cỡ 12 cánh nè. Hôm mai ngày xưa có 5 cánh nè. Hôm nay thì mẹ Quyền nói bông mai ghép á. Quyền xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hiện tại Quyền đang ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay Quyền có một chục hộp dịch tạo mà có chút dịch lộn á. Giờ mình sẽ luộc xong rồi mình sẽ rang me nha. Đây Quyền có mua một chục hộp dịch lộn mà con nhỏ, Quyền mua con nhỏ. Giờ Quyền sẽ rửa xong rồi mình sẽ đem mình luộc nha. Dâu dê tùm lum bên trong này. Ngồi ơi. Ngồi hả? Ngồi. Mình xem nhân không? Nhân. Nhân ăn nhanh lên. Bây giờ Quyền sẽ để lên nha mà cái để lên mình luộc. Luộc đi. Rau răm thêm. Được bụi rau răm. Không cắt cái nó ra bông rồi nè. Mấy dầu găm á mình phải cắt, không cắt cái nó ra bông hết trơn ha. Ừ, không cắt nó già lắm. Phải cắt, không cắt là nó già. Ra bông mà. Con hộp dịp lộn mà không có dầu găm mà thôi rồi hết ngon rồi đó. Thùng vậy mà nó sống hay ha. Đây rửa rau găm giùm mẹ ha. Lấy cái ghế thì ngồi, con ngồi dưới dơ á. Lấy ghế thì ngồi. Lôi cái ghế lại. À đúng rồi. Rồi ngồi rửa rau nha. Rồi rửa đi. Trời đất ơi. Rồi rửa sạch chưa? Rửa thì thạch rồi thì bỏ vô đây. Dạ mà. Chặn nước ra.
ta rửa hai ba nước sạch sẽ rồi. Rồi, được rồi. Rồi, rửa đi. Kem. Ấy. Tự nhiên liếm chị cha. Mặt như mèo rồi kìa. Đi ăn cái lên rửa rửa mặt luôn nè. Rồi. Tưởng hồi hơi giặt hết luôn à. Rồi. Trứng á, mình sẽ luộc 20 phút nha ông bà cô chú, nhưng mà không được đậy nắp. Đậy nắp nó thì nó sẽ bị nứt ra. Có bọt thì mình vớt bọt ra. Để vớt bọt ra mới được. Hồi nãy á, Quyền quên quay ông bà cô chú. Mình luộc á, thì mình bỏ thêm miếng muối, miếng đường á, mình nêm á, cho nó thấm qua, thấm qua cái vỏ cho nó ngon á. Còn ai có nước dừa thì luộc nước dừa thì nó ngon hơn. Còn Quyền kho Quyền xào me á, thành ra là Quyền không có cần cái nước. Quyền chỉ luộc bằng nước rồi Quyền nêm muối đường á vô cho nó ngon, cho nó thêm gia vị chút thôi. Còn ví dụ mình ăn hộp vịt chấm muối tiêu á thì mình nên luộc bằng nước dừa, không có nước dừa thì mình nêm bột ngọt đường muối giống như Quyền á, như vậy cũng được rồi. Mình đi ạ. Mình đi ạ.
nhà kế bên của Quyền nói chuyện á, mà bên chỗ Quyền á nghe lòng lộng luôn đó ông bà cô chú. Tại vì chỗ Quyền ở á là nhà sát giáp nhau á, thành ra là nói chuyện bên kia bên đây nghe hết trơn à. Quyền tranh thủ á, lúc mà hàng xóm Quyền chưa có bắt nhạc á thì Quyền tranh thủ Quyền quay, để một họ bắt nhạc á là khó có quay luôn. Quyền vay video á, giống như đi ăn trộm vậy đó ông bà cô chú, phải rình rập rồi chờ đợi thích hợp á thì mới quay được, không thích hợp á là coi như là không có video luôn. Nghe nói hộp chỉnh lộn không được ăn chung với tỏi, nhưng mà mình xào me mà không có tỏi thì không có ngon, nhưng mà chắc không sao đâu. Cũng lâu rồi Quyền cũng không có ăn hộp vịt xào me. Hôm nay thèm quá cho nên là chạy ra chợ mua một chục trứng luôn. Nhưng mà Quyền ăn tầm có hai trứng là ngán rồi. Nhà Quyền thì cha với mẹ của Quyền cũng thích ăn hộp vịt lộn nữa, mua một chục trứng là vừa đủ luôn. À mà quên nữa, anh Hồng Bá của Quyền thì cũng rất là thích ăn hộp vịt lộn nha ông bà cô chú. Lúc trước khi mà ở bên Trung Quốc, Quyền có mua hộp vịt lộn cho anh ăn thử. Mới đầu thì anh không thích, nhưng mà khi ăn rồi thì anh lại nghiện. Sau thì anh tự mua hộp gà lộn ở bên Trung Quốc rồi anh ăn luôn. Mới đầu tưởng đâu anh không thích ăn, ai dè ăn rồi cái nghiện luôn à. Mới đầu mở ra cho anh xem thì anh nói lòng lá đâu á, nhìn rất là sợ. Khi mà ăn rồi anh lại rèn. Chồng của Quyền cái chọc Quyền hoài nói là anh Hồng Bá sinh ra là để lấy Quyền đó ông bà cô chú. Cái món nào của Việt Nam cũng ăn được hết trơn á. Món nào của Quyền nấu thì anh cũng ăn được hết trơn á, chứ anh không có kén chọn gì hết á. Gia đình chồng Quyền chỉ có mỗi mình anh Hồng Bá là ăn được đồ của Quyền thôi. Còn cả gia đình chồng Quyền thì người ta không có thích ăn đồ Việt Nam. Chỉ cần anh Hồng Bá ăn được đồ của Quyền nấu là Quyền mừng lắm rồi, không cần phải đòi hỏi nhiều. Vịt lộc đang mê à? Dạ. Ngon không? Video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền nha. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt ông bà cô chú, hẹn ông bà cô chú vào video sau. Bye bye.